Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Hôm nay bên mình sẽ vào giới thiệu nhanh chi tiết những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Các bạn xem video cảm thấy ưng ý máy nào và chốt được thì nhắn tin gọi điện cho bên mình theo số hotline cũng như là số Zalo ở trên màn hình của các bạn. Bên mình sẽ vào giới thiệu chi tiết luôn. Đầu tiên sẽ nói đến đó là một chiếc iPhone XR. Đây, loại này thì nó là bố của lành luôn các bạn nhé. Siêu lành, ít lỗi, máy khỏe, pin khỏe. Đặc biệt con máy này thì là một chiếc máy hàng zin đẹp 99 cho đến cận kem. Hàng zin nguyên áp suất, bộ nhớ của nó 128GB, pin của nó 87%. Zin đẹp từ trước đến sau các bạn nhé. Đây là một con hàng siêu chất, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.200.000. Tặng ốp lưng, tặng cường lực, tặng sạc các bạn nhé. Màn hình trắng sáng không ám, không ố, không nêu hình. Còn đây là một chiếc iPhone 11 Pro Max máy màu xanh. Ngoại hình của nó thì là hàng zin phẩy, đẹp tầm khoảng 96-97%. Bộ nhớ của nó là 256GB. Máy thì bản 2 sim vật lý. Bản 2 sim vật lý thì các bạn nắp 2 sim vào dùng nó sẽ rất ổn định hơn là bản eSIM các bạn nhé. Đấy. Con này pin thì đã thay pin trâu. Đây, và pin zin của nó vẫn còn, vẫn đang để ở đây các bạn nhé. Các bạn cần thì bên mình sẽ gửi cho các bạn pin zin đi theo máy luôn nhé. Đấy. Bộ nhớ của nó lên đến 256GB. Các bạn lưu trữ rất là thoải mái các bạn nhé. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. Đấy. Đặc biệt con này pin đã thay rồi thì các bạn yên tâm dùng khoảng mấy ngày luôn. Pin này là pin thay dung lượng cao, còn khỏe hơn cả pin zin. Đầy đủ tất cả các chức năng. Bên mình đang để cho bạn giá là 9 triệu rưỡi các bạn nhé. 9 triệu rưỡi cái máy màu xanh. Tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng kính cường lực. Đây, khách đã dán skin ở mặt lưng đây. Các bạn thích thì các bạn để, còn không thích thì về các bạn có thể bóc ra nhé. Đấy, viền nó chỉ gọi là xước nhẹ nhẹ một tí thôi. Đây này, xước kiểu tí tí như này thôi các bạn này. Đấy, chứ không phải là xước đau, xước đớn gì đâu. Không có cấn móp gì đâu các bạn nhé. Đây này. Đấy, nhìn xuyên qua cả cái lớp skin này luôn nhé. Tặng sạc siêu nhanh, tặng ốp lưng, tặng kính cường lực các bạn nhé. Hôm nay bên mình về thêm một cây máy mới, đó là 12 Pro Max bản 256GB. Con này thì ngoại hình của nó là đẹp tầm khoảng 96-98%. Máy màu vàng gold. Đấy, ngoại hình của nó có xước sát rất là nhẹ. Đây này, xước sát rất là nhẹ thôi các bạn nhé. Không có vết gọi là rơi rớt gì cả. Đấy, 12 Pro Max, máy màu vàng gold, bộ nhớ 256GB. Con này đặc biệt một cái thì đợt này bên mình lấy hầu như máy nào cũng pin cao luôn. Pin con này lên đến 94%. Đấy, hàng siêu hiếm bên mình chấp nhận mua giá cao hơn để được những chiếc máy hàng chất. Đấy. Con này còn chạy US 16.6.1 bản quốc tế Mỹ, 256GB. Và bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 13.200.000. 13.200.000 các bạn nhé. Máy màu vàng gold. Vẫn bảo hành 3 tháng, vẫn bao quốc tế trọn đời cho các bạn. Và tặng rất là nhiều phụ kiện đi kèm. iPhone 12 Pro Max bản 512GB. Con này thì pin lên đến 93%. Máy màu xanh. Con này cũng ngoại hình cũng đẹp tầm khoảng 97-98%. Nó có xước sát siêu nhẹ theo thời gian. Nhưng mà như mình tổng thể thì con này có khi là còn lên đến hàng 99% luôn. Cái này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 14 triệu đồng. 14 triệu các bạn nhé. iPhone 12 Pro Max bản 512GB. Một SIM vật lý, một eSIM. 13 Pro Max bản 128GB. Cái này thì zin nguyên áp suất, zin keng sveng luôn. Pin của này lên đến 92% các bạn nhé. Pin 92%, bộ nhớ 128GB. iPhone 13 Pro Max đây các bạn. Đấy, hàng siêu chất luôn. Giá với mình đang để cho bạn là 16 triệu các bạn nhé. XS Max bản 64GB, máy màu đen. Ngoại hình của nó cũng zin đẹp tầm 97-98%. Có xước sát gọi là siêu siêu nhẹ, là một tí tí gọi là mấy chấm thôi, chấm kiểu chấm mũi đốt thôi. Pin thay rồi, pin thay 100%, pin EU chuẩn dung lượng, đầy đủ các tính năng, bộ nhớ 64GB, bản quốc tế Mỹ. Đấy, đang chạy US 17.2, cũng 2 SIM các bạn nhé, 2 SIM như 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 6.200.000 nhé. 6.200.000.
S22 Ultra phiên bản Mỹ, ngoại hình của nó là máy màu xanh, hàng zin đẹp lung linh. Bộ nhớ là RAM 8, bộ nhớ 128GB chip Snapdragon 8 Gen 1. Cái này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12.500.000, tặng ốp, tặng sạc, tặng dán màn, bảo hành 3 tháng lẫn 1 đổi 1. Nói chung là hàng leng keng xà beng luôn các bạn nhé. Vẫn còn cả siêu viền này. Đấy, siêu viền này. Đấy, đầy đủ siêu viền trên dưới luôn. Rồi, tiếp đến là những chiếc máy có ở trong rổ máy. Trong rổ máy thì có một cây iPhone 12 Pro. 12 Pro thường. Đấy. Ngoại hình của nó thì gọn gàng hơn 12 Pro Max. Về vẻ đẹp bên ngoài thì không thua kém gì. Con này cũng phải rơi vào tầm hàng đẹp 99%. Pin con này là 93%, máy màu vàng gold. Bộ nhớ 128GB. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 9.700.000 các bạn nhé. 9.700.000. 128GB, máy màu vàng gold. Tiếp đến là một chiếc iPhone 11 128GB, bản VNA, pin 92%, máy màu đen. Đấy, mặt trước mặt sau thì đẹp, viền của nó thì có hơi gọi là xước nhẹ, kiểu dùng ốp thôi các bạn. Đây, xước nhẹ dùng ốp, không có vết cấn móp nào cả. Máy thì rất là ok, không có vết cấn móp, nó chỉ xước rất nhẹ thôi. Đầy đủ các tính năng các bạn nhé. Bộ nhớ 128GB, hàng chính hãng Việt Nam, mua ở FPT luôn. 128GB. Đó, và bên mình đang để cho các bạn cây máy này giá là 6.700.000 nhé. 6.700.000. Một chiếc iPhone 8 Plus bản 64GB. Đấy, ngoại hình của nó là máy màu vàng đẹp, 99%. Đấy. Con máy này đây thì bên mình gửi cho một anh khách quen, nhưng mà do bận công việc anh đấy không nhận được máy, nên cũng sau 2 tuần máy cũng mới về được bên mình. Đấy. Thực ra bên mình bán hàng rất là cẩn trọng để cho các bạn có trách nhiệm để khi nhận hàng thôi. Chứ thực ra thì đây, kể cả khách quen đây vẫn nhớ việc bình thường mà. Đấy, nhiều cái sự việc mà mình không thể lường trước được, có những cái mà muốn nhận hàng nhưng mà hoàn cảnh nó không cho phép nhận hàng. Đấy, chính vì vậy nên là khi các bạn cọc thì cái tiền cọc đấy bên mình cũng không nhận được đâu, chủ yếu là do cái tiền vận chuyển thôi. Tiền vận chuyển thì bên bưu điện họ sẽ thu, mà khi cái máy gửi đi các bạn không nhận rồi gửi về thì bên mình sẽ bị mất 2 lần tiền cước luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên là khi mua máy các bạn vui lòng cọc trước cho bên mình một chút để lấy trách nhiệm khi nhận hàng. Đấy, còn khi nhận hàng thì cái tiền cọc đấy sẽ được trừ vào tiền máy các bạn nhé. Con này bộ nhớ của nó là 64GB, đặc biệt pin con này lên đến 95%. Đấy, hàng siêu đỉnh luôn, đỉnh của chóp luôn, pin zin các bạn nhé. Đấy, hàng siêu đỉnh. Cái này bên mình đang để cho bạn giá là 3.800.000. 3.800.000. Đấy, một lô máy đấy bên mình về đâu được đó khá là nhiều, một lần là 40 cây, một lần là 20 mấy cây ấy, về bên mình bán hết. Hàng này chất và khách phản hồi rất ngon, rất pin rất khỏe, đúng pin zin của máy luôn, không có đơ, không có giật, không có lag gì cả. Đấy, hàng siêu hiếm nhá, 3.800.000. Đấy, các máy cao cấp rồi thì bây giờ sẽ có một con máy cao cấp của những năm 2017 các bạn nhé. Đây là một chiếc iPhone 6 thường. Đây là một chiếc iPhone 6 thường các bạn nhé. Con này đây thì ngoại hình của nó thì chắc cũng chả cần nói, bởi vì iPhone 6 giờ mua người ta sẽ không chú ý đến ngoại hình, nhưng mà nhìn tổng quan là một con máy đẹp nhá. Đấy, chắc chắn nó sẽ phải có xước sát và cần móp nhẹ rồi. Con này thì bên mình đã mở ra kiểm tra và zin toàn bộ, cả pin cũng zin luôn các bạn. Pin cũng zin luôn. Pin của nó là đang ở tình trạng bảo trì mất rồi. Đấy. Nhưng được cả nó là zin. Bên mình cây máy này là bản LL trên A, bản quốc tế Mỹ, đang chạy US 12.5.7. 12.5.7 các bạn vẫn tải thoải mái các ứng dụng. Con này đang là bộ nhớ 16GB. Bên mình đang để cho các bạn với giá thanh lý 800.000. Đấy, bao zin 100% luôn cho các bạn nhé.
bao zin 100% cho các bạn, 800.000 thôi các bạn nha. Tiếp đến nữa sẽ là một chiếc iPhone SE 2. Đây mình có hai chiếc, một chiếc màu đỏ và một chiếc máy màu đen. Đấy, màu đỏ thì pin 90, để xem màu đen pin bao nhiêu nhé. Màu đen pin 86%. Đấy, màu cả hai cây đều là những chiếc máy đẹp. Con màu đỏ đây thì có một chấm nhẹ ở đây này. Đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, chấm siêu nhẹ thôi. Con màu đen để xem con màu đen đẹp không? Con màu đen thì đẹp luôn các bạn nhé. Màu đen không có chấm chiếc gì cả, không có mũi đốt gì cả. Đấy, thì hai cây này bên mình màu đỏ bên mình đang để cho bạn giá 3 triệu, và màu đen để cho bạn giá 2,9 triệu. Bán chủ yếu là về pin thôi, bởi vì cả hai con đều là ngoại hình đẹp các bạn nhé. Cả hai con đều là ngoại hình rất đẹp. Và bán ra sẽ tặng các bạn ốp lưng, tặng sạc, tặng kính cường lực, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 các bạn nhé. Bộ nhớ 64GB, hàng quốc tế. Tiếp đến là một chiếc máy mà đến bây giờ mình là lần đầu tiên cầm đến. Và để mà các bạn săn tìm con máy này thì cũng rất là khó. Hữu duyên các bạn sẽ gặp được ở trên video của bên mình. Đây là một chiếc iPhone SE 3 đời 2022. Bên mình check bảo hành thì nó cũng vừa mới hết bảo hành thôi. Đấy, con máy này thì nó là bản hàng chính hãng VNA. Đấy, hàng VNA luôn các bạn nhé. Hàng FPT Shop đấy. Con này thì pin của nó là 86%. 86 hay 87, nhìn đây mình vào xem đã. 87% các bạn nhé. Pin 87%, bộ nhớ của nó là 64GB. Đấy, con này bộ nhớ của nó 64GB. Đây là con máy mà hôm qua bên mình check đây. Đấy, SE thế hệ thứ 3, hay còn gọi là SE 3 ngày mua. Đấy, đây nhá, series của nó là QGG nhá. Đây, QGG các bạn nha, bản VNA này. Đấy, 64GB. Hàng này thì chắc chắn là zin nguyên áp suất rồi. Con này thì cấu hình của nó thì bằng con iPhone 13 Pro Max các bạn nhá. Cấu hình bằng 13 Pro Max, nhưng ngoại hình của nó thì không khác gì cái con iPhone 8 hay con 2 hay là con SE cả. Không khác một tí nào luôn. Đấy. À, nhưng màu của nó thì sẽ khác hơn. Đây, màu của SE 2020 thì là nó là xám đen, còn đây nó là xanh đen các bạn nhé. Đây các bạn để hai màu này. Đấy, thấy chưa? Còn SE 3 này thì bên mình để cho các bạn với giá của nó là 5,200,000. 5,200,000. Đấy, tặng sạc, tặng ốp, tặng cường lực, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Tiếp đến là một cặp Samsung Galaxy S21 Ultra, hàng zin nguyên bản nguyên áp suất. Đấy, một cây màu bạc, một cây máy màu đen, ngoại hình đều là hàng đẹp 99%. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Chip Snapdragon 888, pin của nó thì 5000 mAh, dùng thoải mái 2-3 ngày. Cũng như là camera của nó zoom 100x, các bạn zoom lên đến cả 200m luôn các bạn nhé. S21 Ultra 5G bản Mỹ này thì một sim vật lý, một eSIM. Và đây bên mình sẽ test random một cây áp suất cho các bạn, bởi vì các máy đời cao này thì hầu như khách đều rất là chú trọng áp suất. Đấy, không yếu thì cũng sẽ phải có để cho nó khỏe các bạn nhé. S21 Ultra, màn hình thì trắng sáng, không ám ngố, không lưu hình. Bên mình đang để cho các bạn giá của nó là 8,700,000. 8,700,000, một cặp đen, một cặp bạc, áp suất nảy tưng tưng luôn. Đây, email là 60327. Đây, ở trong 60327. Là hàng flagship của Samsung. Và đến thời điểm bây giờ, S21 Ultra là đáng để mua nhất, bởi vì giá nó rất hợp lý. Z Flip 3 5,500,000 các bạn nhé. Bản Việt Nam, à bản Mỹ, 2 sim, 1 sim vật lý, 1 eSIM các bạn nhé. Máy màu đen. Ôi, ngoại hình con này thì đẹp 99% luôn. Màn hình gập các bạn nhé. Này, gập này. RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Màn không có ám ố, không có lưu hình gì các bạn nhé.
Đấy, RAM 8 bộ nhớ 256, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Giá bên mình đang để cho các bạn là 5 triệu rưỡi nhé. Đây là một chiếc Samsung A51. Ngoại hình là một con máy hàng zin tuyệt đối luôn, zin 100%. Đẹp, con này thì tầm khoảng 95-97%. Nó chỉ bị xước la lô thôi, chứ không có kiểu như cấn móp gì cả. Đây là một con máy zin nguyên, khách dùng rất là giữ gìn. Này dùng rất ít nên màn nó còn trắng sáng, không ám ố, không nêu hình. Đây là bản chỉnh hãng 2 SIM các bạn nhé. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Và bên mình đang để cho các bạn giá là 2 triệu rưỡi các bạn nhé. 2 triệu rưỡi. Cùng phân khúc hơn 2 triệu thì các bạn có thể chọn thêm đó là S10e. S10e này thì bên mình bán giá không phụ kiện là 2 triệu 9, còn phụ kiện vào là thành 3 triệu các bạn nhé. Đây, ngoại hình của con này thì nó là hàng còn nguyên cả siêu viền. Còn cả siêu viền luôn. Hàng zin đẹp. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. Bản Mỹ 1 SIM nhưng nó lại chạy chip Snapdragon 855. Các bạn chơi game thoải mái. Bộ nhớ của nó đây, 128GB RAM 6 đây. Máy đẹp. Con này đẹp tầm 99%. Bên mình đang để cho bạn giá 3 triệu. Không phụ kiện thì 2 triệu 9 các bạn nhé. Tiếp đến là những chiếc máy giá siêu rẻ của dòng Vsmart. Vsmart Joy 3. Pin 5000mAh/giờ. Màn 6.5 inch. Rất to. Này, rất to. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Dòng máy này thì để cho các bạn xem YouTube, nước Facebook, nghe gọi Zalo, video các kiểu, rất ngon lành cành đào. Làm máy phụ đấy, những anh em nào mà lái xe công nghệ thì chọn những chiếc máy này thì nó rất tiết kiệm và pin nó lại khỏe. Giá chỉ có 950.000 thôi. Vsmart Joy 4. Vsmart Joy 4 các bạn nhé. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng len keng sà beng luôn. Bản 64GB, 2 SIM vật lý, hàng chính hãng, pin 5000mAh/giờ, giá chỉ có tự dưng quên giá con này. Joy 4 này là 1.600.000 các bạn nhé. 1.600.000. 2 SIM, màn hình đục lỗ nhá, rất là thời thượng luôn. Và một con máy ở trong hộp đó chính là một chiếc Vsmart Lite 4. Vsmart Lite 4 ngoại hình cũng gần giống con Joy 4. Joy 4 Star 5 hoặc là Lite 4 ngoại hình là gần na lá giống nhau. Đấy. Con này thì nó chạy chip Snapdragon. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Pin 5000, full hộp, đầy đủ phụ kiện. Đây. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2 triệu đồng. Hàng đẹp len keng sà beng. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu đến các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.